chào các bác nha. Hôm nay là em lại đi lấy đi thăm đồi và gặp một cái xác rắn rất là to. Đấy, vì vậy là nhà em đã mang một tấm lưới đến để căng vào đây. Lưới đâu? Ở trong túi đi. Đấy, vô tình gặp được một cái xác rắn rất là to. Xác rắn này là rắn hổ trâu nhỉ? Xác rắn rất to. Cái xác rắn này thì em xem thì chắc ước chừng nó phải tầm 2 kg trở lên ấy. Vì vậy mẹ em hôm nay mang cái lưới là lưới 5 phân nhé. Lưới 5 phân đây. Mang ra để căng. Ở các tỉnh miền Nam thì các bác có thể là đánh quanh năm. Còn các tỉnh phía Bắc chúng em mùa này là mùa rắn bắt đầu đi ăn, những ngày cuối cận kề đông này là đi ăn và chuẩn bị vào dịp ngủ đông. Đấy, trong những cái ngày này nè là các bác cứ tận dụng đánh kiểu gì cũng dính. Đánh chính là dùng bằng cái lưới dù sợi 4 này, mắt thì mắt 5 phân nhé. Các bác cứ tùy thuộc địa hình của các bác, có nhiều rắn to thì các bác có thể dùng sợi 5-6 phân. Đấy, như em bây giờ đang đi đánh là đánh mắt 5 phân nhé. Đấy, độ tàng hình thì rất là cao. Rắn rãn ra để đây là cầm noi. Đây, cầm đây. Lưới bên em thì có sợi từ 4 phân, 5 phân, 6 phân. Các bác đi mà cứ gặp xác rắn to thì các bác hay dùng 5-6 phân. Còn thông dụng thì là các bác dùng 4 phân cho em nhé. Sợi lưới này thì rất là mềm. Phát trên đường quang. Các bác cứ phát cái lưới quang quang thì là chúng ta chăng lưới ra. Độ tàng hình của lưới này rất là cao nhé. Cái lưới này thì bên em sản xuất ra khổ 10m và 20m. Và là quay lại sắp đóng như này hiệu quả. Đấy, vô tình gặp được cái xác rắn rất là to luôn. Đây chắc chắn em đoán là rắn hổ trâu. Đấy, xác rắn to như thế này cơ mà. Cái lưới 4 phân ý, thì các bác có thể đánh được con rắn từ 2 kg đổ lại. Còn 2 kg trở lên thì các bác cứ dùng lưới 5-6 phân như này cho em. Đấy, các bác nhìn thấy ok chưa? Độ tàng hình rất là cao. Cái mắt lưới này nó mềm này. Khi con rắn rút vào, nó trườn đi trườn lại, nó sẽ mắc ở quãng đầu xuống một chút. Đấy. Mà các bác sẽ khi đi thăm này, các bác sẽ lấy mũi kéo chích cái mắt mà mắc con rắn đấy thì gỡ ra rất là dễ dàng nhé. Cái ưu điểm của cái lưới này là làm cho con rắn khi rút vào là không bị chóc vẩy. Đấy, nên giá thành khi con rắn nó không bị thương thì là nó giữ cân giữ được nhé. Đây em đang căng cái lưới 5 phân. Và chiều dài của cái lưới này là 20m. Cái khu đồi này thì cũng khá là rộng. Đấy, em quay cho các bác xem. Từ đầu đằng kia đến đầu đằng này. Bên trên này thì các bác có thể là ghim bằng những cái đầu cọc như thế này. Đấy, cứ mắc vướng cái gì là các bác mắc lên cái đấy. Nếu mà cái chỗ mà không có đồi núi thì các bác có thể là dùng cọc để cắm xuống để mắc dây diềm này. Đấy, thỉnh thoảng thì cách độ 5-60 phân thì các bác sẽ cho một cái cọc ghim như này. Đấy, như này em ghim như này. Còn đa phần là các bác cứ để trùng sát mặt đất như này nhé. Đấy, dây diềm dưới là các bác cứ để trùng sát mặt đất như này. Nó chui qua là nó sẽ mắc. Dùng cái lưới này để bẫy rắn thì vô cùng là hiệu quả. Được các bác tin dùng rất là nhiều. Các bác đánh kinh tế là các bác dùng hoàn toàn bằng lưới bẫy rắn này.
Bên em thì đã hỗ trợ nhiều màu ngụy trang cho các bác rồi. Đấy, màu như này hầu như các bác là sẽ không nhìn thấy mấy. Đấy, các bác nhìn rõ chưa? Các rắn thì rất là to đấy, kiểu gì cũng trúng thôi. Và một video ngắn thì giới thiệu về cho các bác về cái mẫu lưới bẫy rắn 5 phân này nhá. Bên em có từ dao động từ 4 phân đến 6 phân. Đấy. Ngang nó ra thế. Thế là các bác nào mà có nhu cầu thì gọi điện cho em theo số điện thoại em gắn ở góc video ấy nhá. Và hàng đến thì các bác có quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đấy, một video ngắn giới thiệu về cái mẫu lưới bẫy rắn này thì đây là hết nhá. Hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo nhá.